Đây cái nhà hàng Mexico các bạn. Mexican restaurant. Nhà Mexico. Joseph Lipsy. Những bức tranh tường. Ai đối diện nhà hàng Mexico. Bức tranh tường đây. Ai ra tiếp một con phố khác. Nói chung là cũng gần hết khu phố cổ rồi. Đường đây là đường xe Hà La. Đây có cái chùa Zemet Kampung Kling à, đúng rồi, nhiều bài quá nhớ. Đó, cái chùa màu vàng vàng có cái chốt đó đó. Maset Kampung Kling đó các bạn. Mà đóng cửa rồi đó. Đóng cửa trùng tu. À, ra tiếp đường một phố. Khu phố này rất nhiều du khách đi bộ tham quan. À, chúng ta đang thấy cảnh du khách đang đi tham quan và xe ô tô rồi đó. Đi rất là nhiều. Nhiều quá, du khách đi bộ xe ô tô rồi du khách thì đi dọc trên chuẩn bị hè. Từng đoàn nối nhau chứ. Nãy ít giờ rất là đông hả? Đây là cái khu chợ đêm gì nữa. À, khu phố đi bộ chợ đêm ha, cho nên là ban đêm ở khu này rất là đông luôn. À. Chúng ta đang hòa theo cái dòng người này luôn. Hòa theo dòng người. Đây là khu phố đi bộ chợ đêm nhưng mà đây là ban ngày nha. Đi bộ quá trời ở đây luôn rồi. Đó, đây là trong walking đó. Nhưng mà ban đêm thì rất là vui luôn. À, bán đồ được kìa. Nghệ thuật kìa. Đây chúng ta đang đi phố đi bộ trong walking mà vào ban ngày. Chi trà quá trời đông người đi ngược đi xuôi tùm lum ấy. Khách Mã, khách Tàu, khách Ấn, khách Tây, khách Việt đủ thứ các bạn, đa dạng. Chúng ta đang có mặt ở khu phố cổ Malacca, Malaysia và chúng ta đang đi trên con đường đi bộ, phố đi bộ Jonker vào ban ngày. Còn vào ban đêm chúng ta có một video khác và rất thú vị, ban đêm rất vui, rất sầm uất các bạn, buôn bán đầy đường. Đó, mình đi, mình ra lại cái khu vực quảng trường Hà Lan rồi kìa. Nói chung ở phố cổ Malacca đi quanh chặt cũng rất là nhanh hết. À, không có vấn đề gì lớn. Đi các bạn đi để trong
nguyên một ngày hoặc một buổi là chúng ta có thể đi sạch rồi. Nói chung là để đi du lịch vui vui thì chúng ta đi từ chiều. Đi từ chiều thì đi những điểm cần thiết trước, rồi đến tối chúng ta đi những cái điểm mà nó liên quan đến buổi tối như là chợ đêm, phố đi bộ nữa. Rồi dòng hết khu đó luôn, dọc bờ sông. Ta căng đối ra thì giờ ta đi khoảng chừng từ chiều cho đến đêm là coi như là sẽ hết. Đêm mà Malacca. Đây. Các bạn đây. Sông Cơ Quốc. Selamat datang ke Sông Cơ Quốc. Rồi, đối diện chúng ta là chúng ta đi ra lại khu quảng trường Hà Lan. À, các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, chúng ta ra khỏi sông Cơ Quốc, khu phố đi bộ. À, nhìn lại phố đi bộ chút các bạn. Cổng vào. Người ta đang đi vào, người đi vào, người đi ra. Người đi vào, người đi ra. À, đặc điểm ở Malacca là có mấy cái xe du lịch thế này chở du khách đi vòng vòng, nó cũng nhỏ quá cho nên mình cũng không có nhu cầu thuê hướng xe, cho nên cũng chưa biết giá cả nhiêu, giống giả xích lô ở Việt Nam nhưng mà nó làm cái vẻ đầu tư hơn, màu mè hơn. À, khu nhà hàng Lulala và chúng ta quay trở về cái khu của quảng trường Hà Lan. Khu Welcome to Malacca. Quảng trường đỏ. Đối diện chúng ta về lại đó. Qua cầu đó tới cái con sông thần thánh ở Malacca và bằng chiều đêm ở đó rất đẹp, đi dọc thôi ha, con sông đó. Rồi quay trở về cái quảng trường khu Selamat Datang Bandaraya Malacca, khu nhà thờ, quảng trường Hà Lan, nhà thờ, tòa thị chính, những cái kiến trúc độc đáo ở Malacca toàn bộ đây. Mời các bạn cùng xem lại một vòng nữa. Toàn cảnh ở đây là rất là trung tâm của Malacca này nha các bạn. Đây là gần như là toàn bộ trung tâm của Malacca. Chúng ta quay một vòng thôi. Các bạn thấy chúng ta quay một vòng. Đây có cái vòng xoay vậy ha. Chúng ta quay một vòng đúng cái vòng xoay luôn. Chúc các bạn và gia đình luôn có những chuyến du lịch trải nghiệm vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt các bạn.